Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro Quân, Shiro và Kimmy. Rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip. Và như thường lệ thôi, mình tự lời chúc anh em một ngày vui vẻ. Xem clip mình thì nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và nếu thấy có quảng cáo thì nhớ click ủng hộ cho mình nha anh em. Ok, thì ngày hôm nay là một ngày đầu tuần. Hiện tại thì mình đang có mặt tại web Thời Đại Hải Tặc. Hiện tại thì có hai cái tin tức khá là mới để mình làm cho anh em. Đầu tiên là về ngày hôm qua. Ngày hôm qua ngày chủ nhật thì vào hình như khoảng 10 giờ thì mới khai mở server mới là server S14 Đợt Định Gâu. Đây là một thanh nhân vật mình khá là thích trong One Piece. Đây là nhân vật mình rất là thích trong One Piece luôn. Bởi vậy bấy lâu nay mình thích cái thanh niên này mà anh em không hề hay biết. Rồi đó là vấn đề thứ nhất, lát nữa mình sẽ vào để xem thử coi mấy anh em đua top thế nào nha. Còn vấn đề thứ hai nữa đó là cập nhật tướng mới. Đó là thằng NL Sura. Như kiểu công ty điện lực đó anh em, công ty điện lực mới gia nhập thêm thành viên mới, đó là NL. Với khả năng gọi là thức tỉnh mấy cái quả Sharingan này thì mình thực sự không biết anh ấy sẽ giúp ích gì cho xã hội chúng ta. Khi mà những cái cục điện phát sóng không biết là anh có truyền điện được hay không. Cái này thì lát mình sẽ xem thông tin chi tiết của NL ở bên Thời Đại Hải Tặc nha. Bên đây thì bây giờ mới cập nhật thanh niên này cho nên là mình không biết có gì lạ đặc biệt hay không. Lát mình sẽ xem. Bây giờ mình sẽ nhấp vào chữ đăng nhập. Hay thế. Rồi thì mình sẽ nhập nick của mình. Này trước mình cũng có lập để chơi. Nhưng mà chả chơi bao nhiêu, chủ yếu là có sự kiện gì mới thì làm clip cho anh em coi thôi. Hiện tại thì ra 14 server và cái tên đo thì mình giao bây giờ nó không có được nhiều, nó chỉ được chữ đo, chữ D, chữ D, chữ D, chữ O, chữ F thôi nên tội nghiệp thanh niên minh giàu vậy. Số phận thiệt. Cái web này thanh niên tội thiệt luôn anh em. Sinh ra với cái tên thật là dài luôn nhưng mà cuối cùng là cái tên ngắn cuốn này. Ok. Anh em nhớ like video cho mình cũng như là đăng ký kênh nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh subscribe thì nhớ nhấn vào subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Giúp cho mình nhanh chóng thật là nhiều subscribe. Kể từ đó thì nếu có quảng cáo hiển thị cho mình thì nhớ click cho mình. Thế thôi. Hiện tại thì đã có hình ảnh giống như trang Jimmy và năm sáng chúng ta này. Hình ảnh của băng mũ rơm theo kiểu Tết gì đó. Giờ mình sẽ chọn nhân vật nhạc công và đặt tên là Kikiki. Cái tên huyền thoại của mình đó nè. Để mình coi thử coi mới mở vào 10 giờ trưa ngày hôm qua thì đến hôm nay, đến thời điểm này top server là đuôi thế nào nha. Nhân tiện thì mình giới thiệu với anh em con ngạc mạnh nhất của mình luôn. Cấp 1 lực chiến 2k rưỡi và mật lực chiến mạnh chùm server, không ai đánh nổi nha anh em. Quá ghê, quá nguy hiểm luôn. Hiện tại thì ở bên đây chúng ta cũng có đổi thưởng này. Đổi thưởng thì như là cũng không có gì đặc biệt, nó cũng y chang như là trước mình hay nói với anh em thôi. Ui cái gì đây, cái rương gì lạ vậy anh em ơi. Đây là túi lựa chọn trang sức long thạch, trang sức kỳ bảo và trang sức ẩn giả. Nó mới cập nhật thêm, Thời Đại Hải Tặc mới cập nhật thêm là ba cái rương này chúng ta có thể đổi sang được đá vỏ sò để rèn đồ này anh em. Cái này gọi là viên đá ám kim hoàng mỹ nhưng mà mình quen gọi là đá vỏ sò rồi. Anh em có khi nhiều khi không hiểu lời mình nói thì cũng thông cảm nha. Đó có nghĩa là các bạn sẽ chọn một cái túi này để các bạn đổi ra cái viên vỏ sò. Cái này thì chúng ta sẽ được 8 viên. Cái này là được 8 viên, bữa này cũng là 8 viên. Rồi cái rương này khá là lạ nên em khá là đẹp luôn. Túi chọn trang sức Yondo Kaido, hình khá là hoa mỹ đấy, cũng được 8 luôn này. Cái này trang sức quý tộc. Quý tộc gì đâu mà mình thấy chả quý tộc gì cả, thấy sừng sùi. Sinh tử cũng được 8 luôn, quá đẹp luôn em ơi. Có mấy cái hộp này đẹp nha. Rồi ok, cái trên thì ở dưới thì như cũ thôi. Ủa minh gâu nè. Ok, để mình xem chùm server thế nào rồi. Cái gì đây, mở sau level 20 hoặc sau mở server mới một ngày. What the hell, không cho mình xem à? Hình như là nó không cho xem anh em ơi. Mình sẽ ra thử ra đi đánh một trận, đánh một trận xem có cho xem không. Ở đây thì có phản hồi để ta nạp thẻ thì được. Mình tự nhận ít nhiệm vụ sau đó mình xem thử có được không. Có vẻ như là không xem được rồi anh em ơi, phải qua một ngày mới xem được. Hoặc là các bạn đạt level 20 nhưng mà mình mới lập nick thì làm sao 20 được. Rồi ok,
Cho nên thôi chúng ta cứ mặc kệ cái vấn đề chùm server đi. Thông báo cho anh em biết là mới khai mở server S14 Mingau luôn. Anh em nào có hứng thú thì có thể sang đây đua top để nhận quà. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại trang chủ nha. Để mình cập nhật tin tức thứ hai, đó là thanh niên điện lực. Thanh niên gia nhập vào công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn Vua Hải Tặc. Đây thì hình dạng thì anh em thấy cũng không có gì đặc biệt. Cũng là anh là thôi. Với mấy cái con mắt sau lưng cầm cây gậy, gọi là cây gậy đá cầu mộng đi đánh chó này. Thì hiện tại bên thời đại hải tặc vừa mới cập nhật nha anh em, thu thập độ 100 mạnh NL chúa trời để triệu hồi NL chúa trời, khác với NL trong hội đàm. Wow, khác nha anh em. NL trong hội đàm là xưa rồi, NL chúa trời là thứ dữ. Cách kiếm mạnh NL thì chúng ta sẽ đào vàng hoặc là phản hồi, sau này sẽ cập nhật thêm cách khác. Đấy, có nghĩa là có nghĩa là hiện tại chúng ta có thể đào vàng với là phản hồi thôi, ngoài ra là không còn cách nào nữa chăng. Chắc là vậy. Sau khi Sura xong thì biểu tượng Sura là hình sấm sét. Ôi, sức mạnh từ 101 lên 177 á. What the hell, mạnh thế. Thế một thanh niên đánh một vật công nha anh em. Thời đại của vật công đã trở lại với thanh niên này chăng? Nhanh nhẹn là từ 106 lên 140 nè. Mà trí lực là từ 81 lên 140. What? Hơi mạnh nha anh em. Nó tăng khá là nhiều đấy. Ok, vật công từ 2S lên 3S trừ luôn, có nghĩa là tăng 2 cấp. Ok, 2 cấp. Tuyệt chiêu thì tăng được 1 cấp từ S, cũng 2 cấp từ S lên SR, từ S lên SSR là 2 cấp. Rồi ma công cũng tương tự nha anh em, 2 cấp. Vật phòng chúng ta có 2S trừ lên 2S cộng thì cũng là 2 cấp. S cộng lên 2S không dấu thì cũng là 2 cấp. Và 2S trừ lên 3S trừ thì chúng ta có 3 cấp. Wow, duy nhất được cái ma phòng là được 3 cấp. ba cấp chính xác rồi. Ok, biểu tượng Sura của chúng ta thì có vật công cộng thêm 1k này, sinh mệnh cộng 7k, vật công 20%, vật phòng 50%, chiến chiêu phòng 50%, ma phòng 1.5k, ma phòng 100%. What the hell, ma phòng 100% à? Phải chăng đây là những thanh niên gọi là kiểu khắc chế đó anh em, khắc chế của những thanh niên ma công bên game hải tặc miễn phí. Chúng ta có mấy cái con như kiểu Usopp khắc chế được Nami, thì hiện tại thì đây là NL, không phải kiểu là khắc chế mà là ma phòng cộng khá nhiều đó anh em, cho nên là mấy đứa ma công sát thương trả được bao nhiêu thì gọi là như vậy cho vui thôi. Nổ ban đầu sẽ cộng 5 này, khi ra nâng lên cấp 10 thì mình nghĩ chắc là nâng được cộng lên được mấy chục ấy, chịu thêm 50% sát thương với các đòn tấn công là tuyệt chiêu quách, hơi nhảm nha anh em. Nếu bản thân còn dưới 15% máu thì sẽ được hồi 30% tổng lượng máu. Ghê. Thanh niên này có nghĩa là khó đánh chết lắm anh em à. Còn ít máu cái lại hồi thêm máu, quá lạ luôn. Vấn đề là chuyện ở đây ghi là chịu thêm 5% sát thương tuyệt chiêu. Rõ ràng ma phòng cộng 100% mà cuối cùng lại là liên quan tới tuyệt chiêu. Quá thể không? Hơi vô lý nhỉ. Ok, còn về cái ảo mật ở bên dưới thì hiện tại mình không đọc được, cho nên là tạm thời bỏ qua nha. Trái của NL là trái Goro. Vật công 5%, vật công 1k, sinh mệnh 2000, sinh mệnh 5% và sức mạnh là cộng 6. Đây là cả cấp 0 nha anh em. Rồi, mình đọc luôn chi tiết về các quỷ nha. Biến đổi cơ thể thành sét và điều khiển nó với một sức mạnh có khả năng hủy diệt khủng khiếp, cùng với việc hấp thu năng lực của thần. Sức mạnh người sử dụng trái được gọi là một trong những sức mạnh vô địch. Đánh thường, đánh nọ có xác suất 10% tấn công thêm một lần. Xác suất dựa vào vật công bỏ qua vật phòng, miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng bất lợi trừ nhục chí từ đòn tấn công của địch. Gì ghê ấy. Các quỷ này gì ghê ấy. Gì ghê vậy anh em. Nó còn kinh lên cả những cái trái bên mi chúng ta nữa. Hơi căng ấy. Miễn dịch tất cả luôn anh em à. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà thôi mình chấp nhận thôi. Đúng là thanh niên có cha mẹ làm ông này bà nọ đó anh em, cho nên là khi vào công ty điện lực thì cũng được hưởng ưu đãi, lương cao các kiểu. Rồi, về kỹ năng thường của NL Sura thì mang tên là sự trừng phạt của thần. Nói chung là kỹ năng tên cũng giống y chang nhỉ. Mình nghĩ là nên đổi kỹ năng nó mới hay. Nên đổi kỹ năng thường là điện giật teo chim và chiêu nộ là điện giật cháy chim. Vậy thì mình nghĩ sẽ hay hơn. Kỹ năng thường là gây sát thương toàn bộ địch luôn.
Ok, nói vô kỹ năng thường thì tất nhiên là phải sát thương toàn bộ địch rồi, đúng không? Thằng này lại là bên chúng ta như cũng vậy mà, đúng không? Mới vô là giật điện tê tái, chết từ từ đó anh em, đánh toàn bộ luôn, gây sát thương toàn bộ địch này, làm choáng mục tiêu này, có nổ cao nhất một lượt. Wow, có nghĩa là thanh niên nào nổ cao nhất là sẽ bị choáng nha anh em. Trong trường hợp mà ai cũng không nổ thì sao ta? Nếu mà ai cũng không nổ thì chắc là cũng chắc chắn mục tiêu ngẫu nhiên quá. Tạo thêm 3 lần sát thương vật công lên một mục tiêu có sinh mệnh thấp nhất, đồng thời tạo thêm một lần sát thương tương ứng 10% lượng máu tối đa cho mục tiêu có sinh mệnh cao nhất, giảm 25 nổ toàn địch. Ui trời ơi, thằng này là này, cái kỹ năng thường của nó gọi là phong phú đa dạng nên mà đứa nào cũng đánh được, đứa nổ cao nhất nó cũng đánh, đứa sinh mệnh thấp nhất nó cũng đánh, mà đứa sinh mệnh cao nhất nó cũng đánh. Nói chung là đánh từ cha đến mẹ, từ con tới cháu chắc luôn. Thanh thiên đánh như bị thần á. Này, mình đọc lại cho anh em coi nha. Có nghĩa là đầu tiên là sát thương toàn bộ địch này, có nghĩa là nguyên tem nó bị đập hết rồi đó. Tiếp theo là choáng mục tiêu có nổ cao nhất nè. Đấy, có nghĩa là thằng nổ cao nhất sẽ bị choáng, tạo thêm 3 lần sát thương vật công lên cái mục tiêu có sinh mệnh thấp nhất. Đó là thằng sinh mệnh thấp nhất. Sau đó thì tạo thêm một lần sát thương nữa tương ứng 10% lượng máu cho mục tiêu có sinh mệnh cao nhất. Nói chung là đánh hết luôn anh em ạ. Giảm cả tem bên kia là 25 nọ. Ok, còn về kỹ năng nọ là gây sát thương toàn bộ địch này, có xác suất là mê hoặc mục tiêu này, xác suất thôi nha anh em, gây choáng tiêu sinh mệnh cao nhất. Ok. hồi nãy là choáng mục tiêu có nộ cao nhất, bây giờ lại là đổi sang choáng mục tiêu có sinh mệnh cao nhất. Phong phú đa dạng, vậy là giảm toàn bộ sát thương của một mục tiêu có nộ cao nhất, bây giờ là đứa nộ nhau nhất là bị giảm sát thương, tạo thêm một lần sát thương đánh nộ bằng 20% lượng máu tối đa của địch. Giảm 25 nộ toàn của địch, thôi một bản thân 75 nộ. Ok, thì là hồi bản thân 75 nộ luôn. Rồi, để mình tóm tắt lại cho anh em dễ hiểu thì có nghĩa là gây sát thương cho toàn bộ địch này và xác suất mê hoặc cái mục tiêu, xác suất có xác suất mê hoặc mục tiêu ấy, ở đây là chỉ là mê hoặc mục tiêu thôi, có nghĩa là nguyên cái tem đó có thể xác suất là mê hoặc được hết tem luôn nha anh em, rất là ghê, nhưng mà chỉ là xác suất thôi. Tiếp theo là gây choáng mục tiêu có sinh mệnh cao nhất, đứa nào sinh mệnh cao nhất sẽ bị choáng, giảm toàn bộ sát thương của một mục tiêu có nổ cao nhất, tức là cái thằng có nổ cao nhất bên đêm địch sẽ bị giảm hết sát thương luôn, nhiều khi sát thương còn có một giọt luôn á anh em, tội nghiệp thằng nhỏ kìa. Và tạo thêm một lần sát thương đánh nổ sẽ bằng 20% lượng máu tối đa của địch. Tạo thêm một lần sát thương, cái lần sát thương này mình không rõ lắm toàn bộ hay đánh một mục tiêu, nó chỉ ghi đơn giản là tạo thêm một lần sát thương đánh nổ bằng 20% lượng máu tối đa của địch thôi, cho nên mình cũng không biết là đánh một đứa hay đánh nhiều đứa. Và giảm 25 nộ toàn tem, hoặc là thằng 75 nộ. Cái này thì khi nào có nick của bạn nào có bên thời đại hải tặc thì mình sẽ test cho anh em coi, cho anh em mở mang kiến thức về cái công ty điện lực này nha. Báo cáo với anh em luôn, công ty điện lực này toàn là những thanh niên gọi là kiểu nguy hiểm, thanh niên điện giật tê tê chết từ từ không à. Cho nên là anh em cứ bình tĩnh, từ từ sẽ có clip cho anh em coi. Rồi ok, đó là hai thông tin đặc biệt khai mở server mới Doflamingo, một nhân vật mình khá là thích, và cập nhật thêm anh NL chút rồi thì mình cũng khá là thích nữa. Thực sự là cập nhật những thanh niên tàng là mình thích thôi, cho nên cũng hơi khó để kiềm chế cảm xúc của mình khi mà bình luận cho anh em nghe. Những bạn nào mà dây điện hay vấn đề có bị cúp điện, mất cầu chì, mất cầu dao thì anh em có thể liên hệ thông tin cho NL công ty này nha. Bảo đảm anh em là chỉ cần sửa 1 phút 30 giây là xong, xong cái nhà luôn á, giật cái nát nhà luôn. Rồi ok, cảm ơn đến rất nhiều, hy vọng clip mình nhớ like, subscribe, đăng ký kênh nhiệt tình ủng hộ cho mình, và có quảng cáo thì nhớ ước cho mình nha. Bye bye anh em cảm nhận thế nào về thằng NL này, có thể để lại comment bên dưới cho mình biết. Mình sẽ đọc comment của anh em và trả lời anh em một cách thật chân thành của mình. Ok, bye bye.